Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Đỗ Thị Diệp, hiện tại đang làm giáo viên tại mầm non sông ngựa Ablet Nông Cống. Có ngày nào hạnh phúc đến thế chăng? Ngày mình đó với bảng đen phấn trắng, xe yêu thương vào tâm hồn trong trắng, mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương. Khi còn nhỏ, chắc hẳn trong chúng ta cũng có thật nhiều ước mơ. Nhưng ngày qua ngày, ta nhận ra rằng những ước mơ đó không còn phù hợp với chính mình. Tôi cũng vậy, khi còn là một cô bé, tôi cũng đã từng có những ước mơ. Thế rồi, chẳng biết một thế lực siêu nhiên nào lại khiến tôi bén duyên với nghề được gọi là nghề nhà giáo. Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào ra trường, tôi không nghĩ mình đã trở thành một giáo viên mầm non với kinh nghiệm 5 năm trong môi trường giáo dục. Tôi rất vui, hạnh phúc khi tôi là một giáo viên ở trường mầm non song ngữ Everlast, một môi trường song ngữ, nơi mà các bạn nhỏ được học tập, vui chơi, hạnh phúc nhất. Làm việc với những giáo viên tài năng, có chuyên môn và lòng yêu nghề cao. Đặc biệt hơn, ban lãnh đạo luôn quan tâm, tận tình và luôn truyền động lực cảm hứng đến với tôi. Với cương vị là một giáo viên, tôi luôn phải đối diện với vô vàn những áp lực vô hình. Dẫu vậy, tôi luôn cố gắng vượt qua vì mỗi ngày đến trường, được yêu thương, được chăm sóc dạy dỗ những mầm non tương lai là tôi cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc chân quý, một niềm vui to lớn mỗi ngày. Nếu học tập chịu thương, chịu khó, ta có thể có một cái nghề nuôi sống bản thân. Nhưng để có một nghề đẹp trong mắt người đâu có dễ. Muốn đẹp, ta phải có lòng yêu nghề và say mê với nghề để đứng vững được. Có khi ta còn phải đánh đổi các cuộc đời, đánh đổi các sự hy sinh, tâm và trí. Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề. Đối với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi ngày được đến trường, được nhìn thấy các con, những đứa trẻ mang đến cho tôi niềm vui, xua tan đi mọi áp lực xung quanh. Trong suốt 5 năm qua, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Cảm ơn nghề nhà giáo đã cho tôi nhiều bài học, nhiều cảm xúc, cho tôi ý thức được rằng tôi luôn phải phấn đấu. Và tôi luôn tự hào là một cán bộ, giáo viên của Everlast. Nhân ngày 20 tháng 11, tôi xin kính chúc ban lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn hệ thống Everlast sức khỏe và thật nhiều thành công.